Lớp đi Sài Gòn xin gửi lời chào đến quý anh chị nha. Hôm nay là được gặp lại mọi người ở cái video này rồi. Lớp đi nói nhiều quá, bây giờ giọng nhiều khi nó khang khang tiếng luôn. Thì để tiếp tục cái video về gì khu vực miếu nội Phan Xích Long ngày nay đó quý anh chị. Xưa kia nó là khu vực xóm nước đen đường Thái Lập Thành. Thì hôm nay muốn chia sẻ cho quý anh chị một cái video mà Lovely sẽ đi lang thang trên một cái con đường ở khu vực xóm nước đen ngày xưa này, đó là con đường Vạn Kiếp. Đó, trước mặt của quý anh chị đang là con đường Vạn Kiếp và chúng ta cùng đi vào trong đó khám phá một số cái hình ảnh ngày nay. Đó, cũng như là những cái lô chung cư miếu nội ngày xưa. Nay nó như thế nào ha. Rồi, rất vui vì được gửi những cái video như này tới cho quý anh chị xa gần. Chúng ta cùng nhau nhìn lại những cái hình ảnh của Sài Gòn. Khu vực xóm nước đen và miếu nội ngày nay. Có rất là nhiều cái khu chung cư mà nó mang những cái đường nét cổ kính. Đó. Và đây là đường Vạn Kiếp, đường Vạn Kiếp. Đi thẳng đường này thì chúng ta sẽ đi ra được hướng Chi Lăng ngày xưa, Phan Đăng Lưu ngày nay đó quý anh chị. Sài Gòn hôm nay thì khá là nắng ha. Nắng quá, nhiều khi Lovely đi một khoảng thôi là thở như bò rồi đó quý anh chị. Nói đùa một chút xíu như vậy thôi. Nó bị được ráng cố gắng quay những cái video đường phố về những cái cảnh vật Sài Gòn để gửi tới cho quý anh chị. Chúng ta nhìn lại một chút xíu khu vực đường Vạn Kiếp. Khu vực này ngày xưa thì đúng là cũng có nhiều người nói là không có dám đi vào khu vực này. Đó, khu vực này ngày xưa là của một số những người dân ta nhập cư, di cư vào á, rồi họ sống rồi cây cối, nước non sình lầy. Đó, nó không giống như ngày nay đâu. Và đây là con đường Phan Xích Long đó, con đường Phan Xích Long ngày nay, xưa kia nó là Thái Lập Thành. Và chúng ta quẹo trái mà đi thì chúng ta sẽ ra hướng Phan Đăng Lưu, Di Lăng khi xưa đó. Đó, và lộ trình của Lovely hôm nay thì chúng ta đi đường Vạn Kiếp để chúng ta ra Di Lăng, khu vực Bệnh viện Nhân dân Gia Định ngày nay đó. Xưa kia nó là Bệnh viện Nguyễn Văn Học. Rồi. Gửi đến với anh chị những cái hình ảnh thay đổi, rất là thay đổi ha, của khu vực xóm nước đen khi xưa, khu vực miếu nội khi xưa. Bây giờ đường phố rồi nhà cửa san sát, ít có ai ngờ ngày xưa nó như vậy mà bây giờ thì nó lại rất là phát triển ha. Đó. Nhưng mà có một cái dây điện ở Việt Nam thì nó vẫn từng cục như vậy. Chưa biết tới lúc nào thì nó sẽ gọn gàng, sạch đẹp giống như các nước phát triển trên thế giới. Thôi thì cũng được, chấp nhận được. Đây. Bún riêu canh bún 22.000
một phần đó. Đây bán rất là nhiều món ăn. Phan Xích Long ngày nay là khu phố ăn uống, ăn chơi. Đây. Khoai lang lắc này, bánh gạo lắc này. Đó. Xin lỗi quý anh chị nha. Hôm nay lớp ly bị bắt giọng quá. Đây, đây có bánh mì đỏ nữa. Bánh mì đỏ là không biết là cái gì. Các bánh mì nó màu đỏ. Cái con đường Vạn Kiếp này thì khu vực Phan Xích Long này lớp ly cũng chưa có thời gian nào mà ở gần cái khu vực này. Tuy là cũng có hay đi chơi vào mỗi buổi tối lúc mà còn chưa lấy vợ đó. Bây giờ thì hết rồi, lâu lâu ở lớp ly không có đi ở cái khu vực Phan Xích Long. Cái đường Vạn Kiếp này thì cũng càng ít đi nữa. Hôm nay ngày nghỉ lễ, đi lang thang chia sẻ cho quý anh chị thôi. Cảnh vật đường phố Sài Gòn ngày nay gợi lại cho quý anh chị những cái kỷ niệm khi xưa đó. Mà nói thật chứ đi xa rồi thì rất là nhớ về những cái nơi mà ngày xưa mình từng sinh sống, đúng không quý anh chị? Khu vực này thì bây giờ nói chung là người ta cũng mới vừa xây lên. Nói chung mới thì cũng không phải là mới, nhưng mà ý là lúc trước ở đây thì nó không có nhà cửa nhiều, cho nên là nhiều khi những cái công trình kiến trúc cổ ở đây thì nó cũng ít lắm, không có nhiều giống như những cái khu vực bên quận Nhất, Tân Định, Đa Cao rồi. Lớp Ly xin thông tin lại với lại quý anh chị ở đây là đường Vạn Kiếp nha. Một ở cái con đường nó nằm phía cuối đường Phan Xích Long. Xưa kia là đường Thái Lập Thành. Đó là khu vực miếu nội. Người ta còn gọi là kênh nước xóm nước đen khi xưa đó. Vì nó có con kênh nước đen. Hôm nay lớp Ly làm cái video này là muốn chia sẻ cho quý anh chị những cái hình ảnh mới về Sài Gòn mình, đặc biệt là khu vực hoang vắng khi xưa mà bây giờ nó rất là phát triển. Đây có một ngôi chùa ha. Đây sinh tố rau má nè, đu đủ dừa xoài mắng cầu sapoche, giá 15.000 một ly. Đường Vạn Kiếp này lớp Ly thấy là bán đồ ăn rất là nhiều nha. Rồi, đầy đủ tất cả các món và cái giá rất là rẻ. Mà người dân Sài Gòn mình ăn cũng sớm nha. Bây giờ tầm khoảng 4 giờ mọi người ăn buổi chiều rồi. Ở bên kia có một cái ngôi miếu chắc là cổ xưa lắm rồi ha. Thì lớp Ly đi trên đường quay như vậy có cái chỗ nào nó hay hay, nó ngộ ngộ thì lớp Ly sẽ dừng chân lại một xíu và cập nhật cái hình ảnh đó chậm chậm cho quý anh chị. Có rất là nhiều quán ăn, bên kia đường là quán bánh canh cua nha, rất là đông khách quý anh chị thấy không. Đường tên là đường Vạn Kiếp.
một trong những cái tên đường mà gợi nhớ cho Lovely về những cái cuộc sống đời sau. Vạn kiếp là có nghĩa là nó có rất là nhiều kiếp, kiếp người, kiếp ngựa gì đó. Con đường vạn kiếp này thì nó cũng có từ rất là lâu rồi, ở cái thời mà Gia Định á, đó thì nó đã là đường vạn kiếp rồi. Khu vực này là thuộc xã Phú Nhuận khi xưa ha, xã Phú Nhuận không biết chính xác không, hay là xã Bình Hòa, thì Lovely cũng trí nhớ của Lovely đôi lúc nó cũng phải lục lại nữa. Thì mong quý anh chị thông cảm và có thể đóng góp thêm ý kiến cho Lovely nha. Quá nhiều món ăn luôn, chả đùm 40k. Đó. Tấp nập buôn bán, nhà ở sang sát. Quá ngỡ ngàng với những cái hình ảnh khu xóm nước đen. Mà hình như khu xóm nước đen là nó thuộc cái khúc phía dưới kia thôi với anh chị. Phía ngoài này thì nó ra gần tới Di Lăng rồi, thì khi nó cũng không phải là khu xóm nước đen nữa. Bún bò Huế đa số là bán trên vỉa hè không nha. Nào chị, có một chị bán bún bò Huế, chị đang nhìn em và chỉ cười, cười rất là rất là kỳ lạ, kiểu như là không hiểu em đang làm gì luôn với anh chị. Rồi như vậy là phía trước của chúng ta đang là đường Chi Lăng. Ngày nay nó là đường Phan Đăng Lưu đó quý anh chị. Vừa rồi thì Lovely vừa mới cập nhật cho quý anh chị một số cái hình ảnh về cái con đường vạn kiếp khu vực Phú Nhuận, xưa kia là cái xóm nước đen đó, từ Hiếu Nội đi lên. Hy vọng gửi đến quý anh chị những cái hình ảnh mới mẻ ngày hôm nay của khu vực Phan Xích Long ngày nay nói riêng, và cũng như là hình ảnh Sài Gòn nói chung cho quý anh chị. Thì hẹn gặp lại quý anh chị ở những cái video kế tiếp. Thì đối diện với anh chị mà Phương Xanh đó đang là Bệnh viện Nhân dân Gia Định ngày nay, xưa kia nó là Bệnh viện Văn Học. Rồi có dịp thì Lovely sẽ chia sẻ về con đường Chi Lăng ngày nay cho quý anh chị xem nha. Đây là một con đường có rất là nhiều dấu ấn lịch sử. Rồi hẹn gặp lại quý anh chị ở những cái video sau ạ.